bảy rạng sáng ngày mai cứ tiếng kêu về móng cổ không không về móng cổ à khắc tiếng kêu nếu em không về thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh biết nhân khổ thật sự. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong. Yeah.